vì không muốn thấy nhau buồn, hay dùng lệ kia cứ thế thôi, hay là bật khóc khi đám dừng buông đôi tay nhỏ bé kia lời run, vậy nên phải cố hơn từng giây, cẩn thận từng chút khi còn đây, cũng chưa từng nghĩ là sẽ lại yêu nhiều như thế, vì không muốn thấy nhau giàu, tim còn đau khi nhắc đến đâu, nên đổi thay để yêu dài lâu, để yêu cho đến khi bắt đầu, cùng nhau viết tiếp những câu chuyện, rồi từ từ qua những nỗi niềm của đối phương. Trong chiều